Chào mừng các học sinh đã quay trở lại phần hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 11. Cô là Thùy Dương, giáo viên của học 247. Hôm nay chúng ta sẽ làm các bài tập phần bài hệ thống hóa về hydro carbon nhé. Bài tập số 1: so sánh tính chất hóa học của alken với ankin, B nhỏ ankan với ankin benzen và cho các ví dụ minh họa. Khi ra so sánh tính chất hóa học của alken và ankin thì cô sẽ lập cho các em cái bảng bao gồm hai đặc điểm là đặc điểm giống nhau và đặc điểm khác nhau. Vì alken và ankin đều là hydrocarbon không no, do đó nó có những cái phản ứng giống nhau như là cộng hiro, cộng bro, nói chung là phản ứng cộng HX theo quy tắc Markovnikov làm mất mòn dung dịch kali permanganat, rồi có cả phản ứng oxy hóa nữa. Cái phản ứng oxy hóa hoàn toàn thì cái nào cũng có hết em, phần kết hữu cơ khi mà cháy hoàn toàn thì đều thu được CO2 và nước. Cái đặc điểm khác nhau đó là alken thì không có phản ứng thế ion kim loại, chính là cái phản ứng với lại dung dịch bạc nitrat trong ammoniac. Còn alkin thì đặc biệt là alkin có liên kết ba đầu mạch thì mới có phản ứng thế bằng ion kim loại. Đây là cô hệ thống vào trong một cái bảng, các em tự viết các cái ví dụ minh họa nhé, để mình luyện tập, mình tự mình học thuộc các cái tính chất của alken, ankin và viết những cái phương trình và cân bằng phương trình cho quen. Cố lên nhé. Rồi câu B, ta so sánh tính chất hóa học của alken và ankin benzen. Cô cũng đem ra hai đặc điểm cần so sánh, đó là giống nhau và khác nhau. Alken và ankin benzen đều có chung phản ứng thế halogen, đương nhiên có kèm theo phản ứng oxy hóa, chính là phản ứng cháy hoàn toàn đó, tạo được CO2 và nước. Alken có phản ứng tách, còn ankin benzen thì lại có phản ứng cộng. Các em tự viết cho mình những cái ví dụ minh họa và tập viết, tập cân bằng đi ha. Bài tập số 2, trình bày phương pháp hóa học. A nhỏ, phân biệt các cái bình đựng khí riêng biệt không nhãn là H2, O2, CH4, C2H4, C2H2. B nhỏ, tách riêng khí metan từ hỗn hợp với lượng nhỏ các chất như là C2H4, C2H2. Bây giờ mình sẽ phân biệt các cái bình đựng khí H2O2, CH4, C2H4 và C2H2. Không nhiều chất quá. Nhiều quá mà viết dạng chữ ra các em sẽ bị rối lắm. Cô sẽ viết ở dạng bảng ha. Cột bên này là hóa chất và cái thứ tự mà mình sử dụng hóa chất theo thứ tự từ trên xuống dưới. Bên này là các chất mà chúng ta cần phải phân biệt. H2 này, O2 này, CH4, C2H4, C2H2. Đầu tiên cô sử dụng cái tàn đóm. Hiro không cháy. CH4, C2H4, C2H2, tất cả đều không cháy. Nhưng mà khi các em để lên trên cái miệng ống nghiệm mà đựng khí oxy ấy, thì sẽ thấy được hiện tượng là cái tàn đóm này nó bùng cháy lên, bởi vì oxy là một chất duy trì sự cháy. Xong, mình đã nhận biết được oxy như vậy, nguyên cái chỗ này cô đánh dấu chéo hết, nên là chúng ta không cần được xét tới nữa. Tiếp theo mình sử dụng dung dịch bạc nitrat trong ammonia. Các em biết là nó chính là cái phản ứng đặc trưng của alkin có liên kết ba đầu mạch. Và nguyên một cái dãy này chúng ta nhìn thấy acetylene C2H2. Và đây tạo ra được kết tụ vàng là CaG. Vậy thì chúng ta đã lại nhận biết được acetylene, vậy những cái cột còn lại cô đánh dấu chéo hết, cũng không xét tới nữa. Tiếp theo, các em thấy là có H2, CH4 và C2H4, vậy ta sẽ sử dụng dung dịch brom, bởi vì H2 và CH4 là thuộc alkan, nó sẽ không có phản ứng với dung dịch brom. Còn alken sẽ có phản ứng với dung dịch brom, với hiện tượng là cái dung dịch này từ màu nâu mà nó sẽ bị nhạt màu đi. Nếu các em sục dư lượng khí là nó mất màu luôn. Cô đã cho các em xem cái video thí nghiệm này trong phần bài tập rồi. Và sau khi nhận biết được C2H4 thì cô đang dấu chéo những cột tiếp theo vì chúng ta không quan tâm nữa, chúng ta đã phân biệt được rồi.
Vậy bây giờ còn H2 và CH4 chúng ta đem đốt cháy xong rồi cho qua dung dịch nước vô trong. Dư, nhớ là dư nhé. CaOH 2 lần chính là dung dịch nước vô trong. Vậy thì CH4 là một hợp chất hữu cơ, khi nó cháy hoàn toàn sẽ sinh ra được CO2 và nước. Và khi mà dẫn cái CO2 này đi qua dung dịch nước vô trong thì sẽ thấy xuất hiện cái tụ trắng CaCO3. Vậy ta nhận biết được CH4. Vậy thì cái chất còn lại sẽ là H2. Đây cô có viết lại cho các em từng cái với lại với phương trình á. Khi mà dẫn khí qua AgNO3 trong NH3 thì mình có được cái tụ CAG liên kết 3 với CAG theo cái phương trình. Chỗ này cô viết thiếu một nét gạch. Cái đây vậy là acetylen mới có, vậy thì chỗ này phải có thêm một gạch nữa. Đúng rồi. CH liên kết 3 CH cộng với AgNO3 cộng NH3 tạo được CAG liên kết 3 với CAG kết tụ vàng cộng NH4NO3. Rồi tiếp tục mình dẫn qua dung dịch brom thì có phản ứng của ethylene CH2 nối đôi CH2 cộng Br2 tạo được CH2Br CH2Br. Với ba chất khí còn lại nhận ra oxy bằng tàn đóm. Như vậy cái thứ tự này cô biết hơi bị lộn á, thứ tự oxy nó nằm trên ha. Hai khí còn lại thì mình đem đốt cháy và cho qua dung dịch nước vô trong. CH4 cháy tạo được CO2 và nước này, CO2 cộng CaOH2 lần dư. Nhớ là dư nhé, dư thì sẽ tạo được muối trung hòa là CaCO3 kết tụ trắng cộng muối H2O. Cô chỉ viết này chủ yếu là cho các em xem cái phương trình hóa học thôi. Chứ còn các em lúc mà lập bảng á dễ hiểu hơn đúng không nào? Câu B, tách riêng khí metan từ hỗn hợp lượng nhỏ C2H4 và C2H2. Các em biết metan là thuộc ancan, còn C2H4, C2H2 thì nó là thuộc hydrocarbon. Không no thì mình sẽ cho qua dung dịch brom hết. Và nếu mà cái dung dịch này dư thì nó sẽ tác dụng với C2H4, tác dụng C2H2. Và lúc này cái khí thoát ra chỉ có là metan nguyên chất thôi. Phương trình của nó C2H4 cộng Br2 tạo được C2H4Br2. C2H2 cộng Br2 tạo được C2H2Br4. Chỗ này 2. Các em biết là anken và ankin. Anken thì tỷ lệ với brom là 1:1, còn ankin là 1:2. Cái này cô nói nhiều ở các cái bài học trước rồi. Cô và các em tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành giải chuyển hóa sau. Mình có 3 cái giải chuyển hóa là A, B và C. A nhỏ từ etan chuyển thành ethylene và thành polyethylene. B từ metan, acetylene, vinylacetylene, butadiene và polybutadiene. Dãy C từ benzene chuyển thành bromobenzene. Câu A. Etan là ancan, E là 2. Vậy thì C2H6 muốn mà chuyển về thành ethylene thì chúng ta cần dehydro hóa, tức là tách hydro ra đó, là cần có nhiệt độ và xúc tác thì tạo được C2H4 cộng H2. Từ ethylene mà chuyển thành polyethylene thì mình trùng hợp thôi. CH2 nối đôi CH2N lần với điều kiện nhiệt độ, xúc tác, áp suất thì sẽ thu được polyethylene. Câu B. Từ metan chuyển thành acetylene mình có cái phản ứng là CH4 đem 1500 độ C và làm lạnh nhanh thì chúng ta thu được C2H2 cộng với H2. Acetylene chuyển thành vinylacetylene thì chúng ta đem vinylacetylene. Ok. CH nối 3 CH chúng ta nhiệt độ xúc tác thì thu được CH2 nối đôi CH, C nối 3 CH. Vinylacetylene mà muốn trở thành butadiene. Butadiene là có hai cái liên kết đôi trong phân tử.
Như vậy để mà nó còn tồn tại cái liên kết bội ấy, chúng ta phải sử dụng cái xúc tác là ALD hoặc là chì carbonát. PD là PbCO3. Từ butadien mà thành polybutadien thì mình trùng hợp cái trùng hợp xúc tác nhiệt độ thu được polybutadien. Cô C từ benzen mà thành bromenzen thì mình cho cộng Br2 với điều kiện là bột sắt nhiệt độ, chúng ta thu được bromenzen cộng với HBr. Bài tập số 4, nêu phương trình hóa học tổng quát của các phản ứng đốt cháy các loại hydrocarbon đã nêu ở trong bảng 7.2. Từ từ anh thắc mắc bảng 7.2 là đâu nhé. Nhận xét về tỷ lệ số mol CO2 và số mol nước trong sản phẩm cháy của mỗi loại hydrocarbon. Thì bây giờ cô để luôn cho các em cái bảng luôn. Bên này là tên của hydrocarbon: ancan, anken, ankin, ankin benzen. Đây là các cái phương trình hóa học, tức là các phản ứng cháy hoàn toàn của ankan, anken, ankin và ankin benzen. Còn cột thứ ba chính là cột nhận xét về tỷ lệ số mol CO2 và số mol nước. Mình xét hydrocarbon đầu tiên là ankan. Ancan có công thức là CnH2n cộng 2. Như vậy, cô ghi luôn CnH2n cộng 2 cộng O2 tạo được CO2 và nước. Ở đây các em thấy có N carbon thì cô cân bằng là N. 2N cộng 2, cô đặt 2 làm nhân tự chung bên trong còn N cộng 1. Vậy thì bên này là N cộng 1 nhân với 2 đó. Bây giờ chúng ta đang xét tỷ lệ số mol CO2 và số mol nước. Thôi cô chẳng quan tâm tới oxy. Các em có thể tập cân bằng oxy với các cái giá trị trên này cô đã ghi hết rồi. NCO2 và N cộng 1 nước là ancan. Sang tiếng anken. Thôi cô xét luôn, nhận xét nào. Như vậy khi mà mình lập cái tỷ lệ số mol của CO2 chia cho số mol của nước á, thì các em thấy là N chia cho N cộng 1, đúng không? Vậy thì N với N cộng 1, như vậy cái số mol của nước nó lớn hơn kia một đơn vị. Vậy thì cái tỷ số này nó phải nhỏ hơn 1. Vậy chứng tỏ là số mol của nước đã lớn hơn số mol CO2. Anken CnH2n cộng O2 tạo được CO2 và nước. Ở đây các em thấy N carbon mình cân bằng bên này là N. H2n thì bên này có 2 rồi, mình cân nhân N thôi. Như vậy em thấy số mol CO2 và số mol nước bằng nhau. Ankin là CnH2n trừ 2 tạo thành CO2 và nước. Ở đây N carbon, cô cân bằng N carbon. 2N trừ 2 thì bỏ 2 làm nhân tử chung bên trong ngoặc đơn còn N trừ 1. Bên này có 2 rồi thì cô nhân N trừ 1. N mà so với N trừ 1 thì đã thấy số mol của nước nhỏ hơn rồi. Vậy mình kết luận số mol của nước nhỏ hơn số mol CO2. Ankin benzen thì có công thức quát là CnH2n trừ 6. 2 với 6 thì sẽ có, em đặt ra ngoài được con số 2, vậy bên trong còn N trừ 3. Vậy tương tự như trên, cô sẽ lấy N bỏ vào đây. Còn bên này lấy N trừ 3. N với N trừ 3 thì số mol nước nhỏ hơn số mol CO2. Bài tập số 5. Khi đốt cháy hoàn toàn hydrocarbonic là ít là chất lỏng đó. Ở điều kiện thường, ta thu được CO2 và H2O có số mol theo tỷ lệ là 2:1. Công thức phân tử của X có thể là công thức nào sau đây? Mình có 4 đáp án A, B, C, D. A là C4H4, B là C5H12, C là C6H6 và D là C2H2. Các em bảo toàn nguyên tố carbon và hydro, hoặc là các em có thể viết phương trình hóa học cũng được. Các em sẽ nhận thấy là C6H6 mình cân bằng, không quan tâm oxy. 6 carbon, 6 hydro thì chia cho 2 được 3. Như vậy đã thấy là số mol của CO2 và nước tỷ lệ 2:1 chưa? 6 chia 3, 2 chia 1 đó. Vậy thì công thức phân tử của sẽ là C6H6 và chúng ta chọn được đáp án là đáp án C. Như vậy bài giảng của cô hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Chúc các em học tốt nhé.
Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh học 247 nhé.